Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để dùng code VBA để lọc và tổng hợp dữ liệu. Ở đây mình có một sheet gọi là sheet data, sheet nhập liệu có các dữ liệu thô như sau: date, tên đơn hàng, unit của nó, cái số lượng mình mua, đơn giá, cuối cùng là tính liệu, thành tiền. Đây là cái dữ liệu thô. Dạ. Vậy cái mục đích của mình muốn giới thiệu các bạn hôm nay, tức là mình sẽ tạo một cái report. Report này là sẽ như nào? Sẽ lọc dữ liệu theo ngày, từ ngày này đến từ ngày A nào đó đến một ngày B, và cái tổng hợp dữ liệu đó đến mỗi mỗi hàng dữ liệu thì có trong cái khoảng thời gian đó thì đã mua nhập với số lượng bao nhiêu và hết tính ra thành đơn giá là bao nhiêu. Vì các bạn để ý là trong khi data nhập liệu một ngày mình có thể mình mua nhiều lần, đúng không ạ? Nên mình phải tổng hợp lại, hoặc là trong đây nên mình tổng hợp trong nhiều ngày thì mình phải tổng hợp lại, chỉ ra một cái một đơn hàng là tổng hợp lại cùng là bao nhiêu thôi, được chưa? Ok, hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn cách đầu tiên để lọc và tổng hợp dữ liệu, đó là dùng code, mình sẽ dùng code VBA VBA và dùng cái Azure để giải quyết cái bài toán này. Mình đặt tên sub là filter, đây là last row và một số cái thông số, cái Adobe collect object, một biến là gì ạ? Khi dùng Adobe chúng ta phải có cái truy vấn SQL để thực hiện cái cái mong muốn chúng ta muốn thực hiện. Cái nó, mục đích đưa nó đầu đây tức là xác định cái dòng cuối cùng của cái sheet report này. Chưa? Để làm gì ạ? Khi các bạn gì ạ? Thay đổi cái dữ liệu tại hai ô này chưa? Thì cái dữ liệu đầu tiên chúng ta phải xóa được cái dữ liệu cũ đi đã, là chúng ta mới gì ạ? Chúng ta mới fill dữ liệu mới vào. Đây ví dụ như mình set 2 ngày là 183 row. Nếu mình thay đổi cái ngày đây, là ngày mùng 5, bây giờ mình thay đổi ngày mùng 4. Cái gì ạ? Cái dữ liệu mới của mình sẽ là 4 ngày nó vẫn 183, mình sẽ đổi thành ngày mùng 2, các bạn xem 32 dòng, đúng không? Vậy mục đích đầu tiên của chúng ta, code của chúng ta sẽ là xác định dòng cuối cùng của cái dữ liệu của cái sheet report này, được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành xóa nó đi, clear, xóa dữ liệu cũ đi, được chưa? Đấy, cái thứ hai là chúng ta xác định cái dữ liệu chúng ta cần gì ạ? Cần thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp dữ liệu theo gì ạ? Tính tổng của cái số lượng nhập và tổng đơn giá theo cái gì ạ? Tên đơn hàng, và tên đơn hàng thì có một cái code của nó. Thứ hai này là đi kèm nhau, nó duy nhất, đúng không ạ? Vậy thì trong code truy vấn thì chúng ta muốn xuất ra gì thì chúng ta chỉ cần gì ạ? Chúng ta vẫn lấy y nguyên là gì ạ? Select code lên, chúng ta diện, chúng ta tính tổng của số lượng thì chúng ta phải dùng hàm sum. Tổng của đơn giá chúng ta cũng sum từ cái dữ liệu, từ cái vùng dữ liệu nào, vùng dữ liệu của chúng ta là sheet data từ A1 trở xuống, đúng không? Từ A1 đến G, đến cột G trở xuống, được chưa? Vì cái dữ liệu là chúng ta tính tổng theo cái code và name thì chúng cái dữ liệu chúng ta lọc theo ngày. Đó, chúng ta lọc theo hai ngày date from và date to, nên khi cái dòng lệnh chúng ta này có cái gì ạ? Điều kiện ở đây, trong điều kiện trong câu truy vấn thì chúng ta dùng where cho ta đặt điều kiện date nằm trong khoảng thời gian between khoảng cell 22, tức là cái dòng đây là from, đây là gì ạ? To, tức là dòng 2 cột 4 ạ, đây ạ, to. Đây là gì ạ? Row, đây là column.
khi đó chúng ta phải gì ạ, tính tổng theo gì ạ, code và name thì chúng ta này phải group, muốn tính tổng mình nhóm theo cái gì đấy chúng ta dùng group by, được chưa? Đấy là câu truy vấn trong SQL. Để thực hiện truy vấn thì chúng ta phải gọi cái gì ạ, ADR này. Thì chúng ta gì ạ? Create object ADR collection, được chưa? Với collection thì chúng ta phải cung cấp cho nó một cái collect string, đó là chính là provider, chính là Microsoft Play. Cái data source chúng ta phải để ý này, chính là cái cookbook, tức là cái cookbook chúng ta làm việc. Được chưa? Đây chúng ta gì ạ? Có lấy HDR chính là yết, tức là lấy có tên tiêu đề cột điện. Còn nếu chúng ta không muốn lấy chúng ta để lâu chưa, cái collect string này đây là chúng ta đang viết, đây là ACE áp dụng cho gì ạ? Excel 207 trở lên, nếu mà 203 thì chúng ta thay đổi cái này thành chúng ta thay đổi chỗ này thành 4 và chúng ta thay đổi chỗ này thành 8 ạ. Đấy, nếu mà đối 203 trở xuống chúng ta dùng cái collect string như này. Ở đây mình dùng cái Excel 23 nên chúng ta dùng cái câu lệnh truy vấn, cái collect string như này. Khi như thế thì chúng ta thực hiện, khi gọi chúng ta gọi cái ADR này ra rồi thì chúng ta thực hiện gì, thực hiện cái truy vấn. Và cái truy vấn này query chính là cái truy vấn ở đây chúng ta đã viết rồi, được chưa? Khi thực hiện truy vấn xong, chúng ta thực hiện truy vấn thì chúng ta phải gì ạ, cái này này nó sẽ ghi vào trong cái concept, tức là cái lưu trữ, được chưa? Khi đấy chúng ta muốn fill dữ liệu ra thì chúng ta phải gì ạ, copy từ cái concept sang và chúng ta fill tại A4. Đây các bạn thấy A4 chưa? Chưa? Khi mà fill tại A4 ấy, như mình nói ấy, cái dữ liệu mình thay đổi ngày đây này, cái số dòng khác nhau, mà khi mình clear đi thì những cái border này nó sẽ bị xóa đi theo. Cái dữ liệu mà thêm dữ liệu mới vào thì cái border nó sẽ gì, nó không, sẽ không có border, nên là mình lại phải thực hiện gì ạ, xác định lại cái dòng cuối và tạo border cho nó, lại tạo lại border cho nó. Các bạn hiểu ý, dữ liệu thay đổi mà chúng ta cũng phải tạo lại border cho nó, được chưa? Rồi mình thực hiện mùng 3, các bạn thấy dữ liệu thay đổi chưa? Này mùng 2, ok chưa? Vậy làm sao để các bạn thấy mình mỗi lần mình nhập thay đổi một giá trị from hoặc to ở đây thì cái dữ liệu tự động nó thay đổi. Vậy làm thế nào để ở đây thì mình làm thế nào để nó tự động thay đổi? Ở đây mình mới chỉ viết sắp cho cái viết viết sắp thôi. Chúng ta muốn thực hiện chúng ta phải gì ạ, run nó. Nhưng mà để nó chạy theo 200 biến tại B2 và D2 thì chúng ta phải gọi cái sắp đấy trong cái diện trong sự kiện của switch chain, work switch chain. Chị, nếu mà cái diện cái ô thay đổi giá trị, cái ô chúng ta kích vào đấy, kích thay đổi giá trị là ô B2 hoặc ô gì ạ, D2 thì bắt đầu gọi cái sắp cái ra, tương mới gọi cái sắp, tương là thực thi cái lọc và tính tổng hợp dữ liệu. Nếu không thì diện nó sẽ không thực hiện gì cả. Các bạn thì mình từ đây nhá. Nếu mình không gọi đấy, các bạn không thấy thực hiện gì, thực hiện mục đích của nó là như thế. Chúng ta gọi cái sub filter. Ok, mình sẽ ở đây mình đã tạo một cái gì ạ, pivot table để so sánh kết quả giữa mình chạy code tự động VBA dùng Arduino với pivot table. Được, mình đã tạo một cái pivot table ở đây. Mình so sánh kiểm tra kết quả nhé, ngày mùng 2. Mùng 2 tháng 1. Cái số lượng đầu tiên là của thằng 12V1A này là 165. Được chưa? Với giá của nó là gì? 2475000. Kiểm tra giai đoạn đúng không ạ? Được chưa? 165 247.
là kết quả là chúng ta là gì ạ? Chính xác. Ok, mình đã như vậy là mình đã giới thiệu các bạn cách thứ nhất để tổng để filter dữ liệu trong khoảng thời gian nào đó, from đến to, sau đó tổng hợp lại dữ liệu theo trong cái khoảng thời gian đó bằng ADOR. Trong phần tiếp theo và trong cái video sau, mình sẽ giới thiệu các bạn một cái phương pháp khác, đó là dùng mảng cộng với dictionary. Các bạn nhớ nhớ để theo dõi cái phần tiếp theo của video của mình nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.